khai trương của ngày hôm nay ạ. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị, các vị khách quý đã đến dự buổi lễ khai trương nhà máy tạo nước sạch Hydrogen Bắc Ninh ngày hôm nay. Lần đầu tiên, chúng tôi xin chân thành gửi tới quý vị lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Và xin cho phép tôi được xưng tôi ạ. Đến với buổi lễ khai trương ngày hôm nay, chúng tôi xin vinh dự đón tiếp về phía tập đoàn có bà Phạm Thị Kiều Minh, kiêm phó tổng giám đốc điều hành. Xin chào. Ông Phạm Sĩ Xuân, giám đốc kỹ thuật tập đoàn ạ. Và cùng đoàn thể anh em văn phòng MOK ngoài Hà Nội ạ. Về phía trung ương, ông Nguyễn Xuân Chiến, phó tổng thư ký trung ương hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu trung ương. Về phía địa phương có ông Vũ Mạnh Hải, quyền cục trưởng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh. Ông Trần Trọng Lượng, phó chủ tịch thường trực hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Ninh, nguyên chi cục trưởng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh. Ông Trần Quang Tý, đội trưởng quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Tráng, kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 1. Về phía lương y có bà Hồ Thị Linh Phương, bác sĩ đông y kiêm đang hợp tác với MOK. Ông Đỗ Xuân Hà, nguyên thư ký chánh văn phòng hội Nam y Việt Nam ạ. Ông Ngô Sát Tú, phó văn phòng hội Nam y Việt Nam. Ông Phạm Xuân Gục, hội Nam y Việt Nam. Về phía các tỉnh có ông Trịnh Trọng Tuấn Đại, viện công nghệ chống làm hàng giả tại thành phố Hải Phòng. Về phía các nhà phân phối có bà Cao Thị Lý, Nguyễn Khắc Tường, nhà phân phối quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đông đảo các vị khách quý, khách mời đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến chung vui với cửa hàng chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, buổi lễ khai trương gồm 5 phần. Thứ nhất, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và tặng hoa. Thứ hai, giới thiệu về công ty để mua nước, cảm nhận của khách hàng đã dùng máy. Và phần 3 là đại diện của tập đoàn MOK ý kiến. Phần 4 là khách hàng đăng ký mua máy. Phần 5 là chụp ảnh lưu niệm và dự lễ bữa cơm thân mật. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Kiều Minh, đại diện của tập đoàn MOK lên tặng bó hoa. Tiếp theo, đại diện nhà máy sản xuất MOK có pháo hoa tới dự khai trương ạ. Xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp theo, văn phòng MOK Hà Nội có pháo hoa tươi thắm đến dự khai trương ạ. Xin trân trọng kính mời bà. Xin trân trọng cảm ơn bà. Tiếp theo, nhà phân phối quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có bó hoa tươi thắm dự lễ khai trương ạ. Bà Cao Thị Lý và anh Nguyễn Khắc Tường. Xin trân trọng cảm ơn anh chị. Tiếp theo có bó hoa tươi thắm của anh em Gia Bình. Xin mời anh Nghĩa. Tiếp theo đó anh em Gia Bình, chị Việt Trinh ạ, có bó hoa cùng với anh em tặng khai trương. Xin chân thành cảm ơn chị ạ. Gia đình em Hồng, em Quyết bất động sản có bó hoa tươi thắm tặng văn phòng ạ. Và có một số vị khách quý đã gửi tiêu hoa chúc mừng công ty xây dựng công ty cổ phần tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bắc Ninh và gia đình anh Bảy cũng có bó hoa tươi thắm. Xin chân thành cảm ơn ạ. Thưa quý vị,
Tập đoàn Mooke với tầm nhìn là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam chuyên xử lý nước tại nguồn và cung cấp các loại máy tạo nước sạch hydrogen, trung hòa axit, tăng pH và tạo dinh dưỡng cho nguồn nước. Hướng đến năm 2025 là tập đoàn tỷ đô và phát triển trên toàn thế giới. Bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng, đối tác chiến lược, nhà sản xuất là sứ mệnh hàng đầu của tập đoàn Mooke. Đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi tạo ra ba chữ T. Thứ nhất, người tiêu dùng tự tin. Thứ hai, đại lý tự hào. Thứ ba, công ty sản xuất tự chủ. Giúp cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người. Với hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực nước chuẩn tốt, hội đồng quản trị và đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, công ty đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Quang cùng các anh em, Mooke đã phát triển hầu hết các vùng miền trên cả nước. Mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm đa dạng, đem lấy giá trị cao nhất cho khách hàng. Và hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2020 dương lịch, được sự đồng ý của ban lãnh đạo tập đoàn của chúng tôi, rất vui mừng chào đón thêm thành viên mới trong hệ thống nhà phân phối của Mooke đi vào hoạt động, đó chính là nhà máy tạo nước sạch Hydrogen Bắc Ninh. Cũng vào một ngày này, ngày một năm về trước, nhận được lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Đức Quang về sử dụng nước Hydrogen, ban đầu tôi cũng nghĩ đó là bình thường đó, bởi vì lâu nay tôi có thói quen sử dụng nước máy sinh hoạt thành một thói quen. Nhưng mà vì lẻ anh, tôi đã nhận lời. Nhưng thực sự, sau khi bay vào Sài Gòn, tôi đã nghe câu chuyện về demo về nước và câu chuyện Hydrogen thì tôi đã vỡ òa cảm xúc. Bởi vì tôi đã hiểu ra được rằng câu nói của ông cha ta ngày xưa, sinh lão bệnh tử đã không còn phù hợp với ngày nay nữa. Bởi vì bây giờ là sinh bệnh tử, hiện nay tỷ lệ ung thư quá nhiều, không kể già trẻ gái trai, có những bé mới sinh ra đã mắc bệnh, hoặc có những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cũng phải từ giã con đường học. Có những gia đình đang hạnh phúc bỗng nhiên thiếu đi một thành viên, tất cả vì một căn bệnh hiểm nghèo, đó là ung thư. Chúng ta tồn tại được nhờ nước, không khí, thực phẩm, trong đó nước đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và sự tồn tại của chúng ta. Ở đâu có nguồn nước là ở đó có sự sống. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nước của chúng ta đang bị ô nhiễm một số chất độc có trong nước như chì, thủy ngân, đồng, sắt, chém, vi khuẩn, lấm virus và các bệnh axit. Arsen là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái bệnh mãn tính, trong đó có ung thư. Năm 1931, nhà khoa học người Đức Otto Warburg đã được giải Nobel công bố tế bào lấy đi 35% oxy trong vòng 48 giờ sẽ trở thành tế bào ung thư. Tế bào ung thư chỉ phát triển trong môi trường axit, tế bào khỏe mạnh phát triển trong môi trường kiềm. Như vậy, nguồn nước sạch chuẩn tốt phải đạt những tiêu chí sau. Thứ nhất, loại bỏ các tạp chất có hại ở trong nước như kim loại nặng. Thứ hai, cung cấp các chất khoáng dinh dưỡng cho nước. Thứ ba, trung hòa axit, nâng độ pH là độ kiềm. Thứ tư, có chỉ số âm điện ORB từ âm 150 đến âm 300. Trong trường hợp đặc biệt thì có thể cao hơn nữa. Chính vì vậy, tôi luôn ấp ủ để đưa cái nguồn nước Hydrogen sạch này đến mọi người, nhất là quê hương tôi. Chị Biển Thị Dung ban đầu là một khách hàng của tôi. Chị đã sử dụng máy và chị khỏi được cái căn bệnh dạ dày, ợ chua, thậm chí là bị đau cổ họng do cái axit trào dư ở trên ngực. Và bây giờ chị đã khỏi bệnh và trong cái niềm hân hoan đó thì chị đã đam mê cùng với tôi và kết hợp cùng tôi để thành lập ra văn phòng máy tạo nước sạch Hydrogen này. Thì, xin trân trọng kính mời chị lên ra mắt. Em rất mong là chúng ta sẽ hợp tác thành công và em tin rằng Mooke cũng như văn phòng Mooke Bắc Ninh sẽ phát triển mạnh mẽ. Em chúc mừng chị, chúng ta hợp tác thành công. Xin trân trọng cảm ơn chị. Vâng ạ, để hiểu rõ hơn về sự tuyệt vời của nước Hydrogen, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu giám đốc kỹ thuật tập đoàn, ông Phạm Sĩ Xuân, một trong những cánh tay phải đắc lực của tập đoàn, với sự lãnh đạo tin tưởng của chủ tịch hội đồng quản trị và anh em trong ban quản lý, một người có tầm có tâm, cùng với ông Phạm Sĩ Xuân đã không quản ngại vị trí, không gian, thời gian, đã có mặt trên mọi miền tổ quốc để đem lại những giá trị tốt nhất về công nghệ nước Hydrogen. Sau đây tôi xin mở cánh tay của mọi người để tặng cho ông Xuân một tràng pháo tay ạ. Và mọi người hướng ngay sân khấu để tìm hiểu về nước Hydrogen do ông Phạm Sĩ Xuân điều hành. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được giới thiệu sơ qua về bản thân. Tôi tên đầy đủ là Phạm Sĩ Xuân, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ một cái cơ duyên,
biết tới chủ tịch tập đoàn là anh Quang. Thì ban đầu anh cũng bảo vệ với anh để mang lại cái giá trị một cái nguồn nước rất tốt tới cho người dân. Thì trong lúc đấy tôi cũng đang có một công việc rất là ổn định. Nhưng sau khi anh lên gặp anh bảo thôi thì cứ lấy nước về mà uống. Thì đúng thật sự rằng là khi về lấy về uống được 10 ngày bà xã bị đau bao tử. Thế là ợ chua đấy, thì sau 10 ngày là hết ợ chua. Và quyết định lấy một cái máy về, và sau thời gian sử dụng khoảng hơn 2 tháng thì Xuân quyết định là hợp tác với tập đoàn Mon OK. Thì lời đầu tiên cho phép Xuân được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cái quan khách đang có mặt tại buổi dự khai trương ngày hôm nay, cùng tất cả các anh em có mặt trong buổi hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân ái. Và sau đây Xuân xin được phép thử test nước demo, cũng giống như từ trước tới giờ tập đoàn vẫn thường làm. Có thể nói tập đoàn Mon OK là một tập đoàn duy nhất dám đứng lên test nước từ đầu tới cuối hoàn toàn miễn phí thông qua tất cả các thiết bị thực tế như thế này. Ở đây á, ai bán hàng thì người ta cũng nói sản phẩm của mình tốt, tuy nhiên họ lại không chứng cho chúng ta thấy rằng là nó tốt như thế nào. Và ở đây chúng tôi nói nước của chúng tôi sạch thì chúng tôi chứng minh sạch, và dựa trên cơ sở nào để nói sạch, và nói về nước tốt thì dựa trên cơ sở nào để nói về nước tốt. Thì xin giới thiệu với tất cả anh chị em có mặt ở buổi khai trương hôm nay. Xin giới thiệu, đây là chiếc máy YC Pro của tập đoàn Mon OK. Đây là một chiếc máy có thể nói là duy nhất hiện tại tại thị trường Việt Nam và thậm chí có thể là trên thế giới, cùng một lúc giải quyết được 4 tiêu chí về nước. Cái thứ nhất là cho dù nước máy hay nước giếng hay nước sông, nước hồ sau khi vào chiếc máy của mình thì nó xử lý về độ sạch trước. Bắt đầu từ độ sạch này nó mới tạo ra được một cái nguồn nước tốt. Nước tốt ở đây đầu tiên là nó bổ sung thêm các cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe, ví dụ như là canxi, magie, phốt pho, kẽm, natri, vân vân. Cái thứ hai, bản tính trong nước là có tính axit, và hiện tại là không có công nghệ lọc được axit trong nước mà chỉ có công nghệ là trung hòa axit, đó là nâng độ pH lên. Cái thứ ba nữa, vì chúng ta sống trong cái thời buổi ngày hôm nay là thấy già trẻ, tức là cái sự lão hóa rất là nhanh đúng không ạ, thì cái nước của mình có khả năng chống oxy hóa rất tốt, và đặc biệt là xử lý được độc tố trong thực phẩm trong nước. Thì bây giờ Xuân sẽ xin chứng minh về độ sạch trước ạ. Ở đây thì có sẵn hai chai nước của anh Hà, thì bên đại diện của bên Đông Y, thì em cũng nhân đây em test luôn ạ. Và đây là cái nước máy đầu vào tại nhà em Loan. Đây là một chiếc một ly nước, đúng rồi, chưa lọc nước máy. Và đây là chai nước đã qua xử lý lọc. Và đây là nước máy đầu vào tại văn phòng. Và đây là nước đã được xử lý qua máy. Do là máy mới mình có thể tráng qua xíu. Sorry. Nhìn 4 ly nước thì chúng ta thấy rất là trong đúng không ạ? Bởi vì nước vốn dĩ là không màu, không mùi, không vị. Tuy nhiên một ly nước trong thì chưa hẳn là một ly nước sạch. Và một ly nước sạch thì chắc chắn là rằng là không phải là một ly nước tốt. Vậy một ly nước tốt nếu như được sản xuất từ một nguồn nước không được sạch thì chắc chắn rằng đó không phải là nước chuẩn tốt. Vậy nước chuẩn tốt nó phải đạt được 4 tiêu chí về nước như Xuân đã nói, đó là lọc sạch, bổ sung khoáng, trung hòa axit, nồng độ pH lên và có khả năng chống oxy hóa và xử lý được độc tố. Đầu tiên, Xuân xin được phép giới thiệu, đây là cây bút TDS. TDS là một cái thiết bị phổ biến toàn cầu để đo về tổng các cái chất rắn hòa tan trong nước mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Ví dụ như là sắt, chì, đồng, kẽm, thủy ngân, axit, arsen, vân vân. Có rất nhiều người kỹ tính khi đi du lịch, người ta mang theo cái thiết bị này
để khi ăn uống ở đâu đấy họ sẽ thử xem mức độ an toàn cho phép hay chưa thì người ta mới sử dụng. Thì đầu tiên Xuân sẽ thử về cái nước máy anh Hà trước. Chưa lọc. Thì tổng TDS hiện tại đo được là 0.76. Anh nhìn đúng không ạ? Đã 0.76. Và sau khi đã lọc qua một chiếc máy thì nó là 0.10. Đây là nước máy tại văn phòng em Loan là 142, tương đối cao ạ. Và sau khi xử lý thì nó còn là 0.08. Chúng ta làm một cái phép thử từ 0.40, từ 142 mà trừ đi 0.08 thì độ sạch của nó như thế nào chắc chúng ta cũng nhận được rồi đúng không ạ? Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Thứ hai là chúng ta sẽ thử bằng cái bóng đèn. Nếu như trong bóng đèn mà sáng. Nếu như trong bóng đèn mà sáng thì có nghĩa là trong nước có nhiều kim loại nặng dẫn điện. Mọi người có đồng ý với Xuân rằng là có rất nhiều người bị điện giật bởi nước đúng không ạ? Bởi vì trong nước nó có rất là nhiều các cái kim loại nặng. Rồi, nước đầu vào là sáng. Và sau khi đã xử lý 0.1, tức là 0.10 này là hết sáng. Và cái này là 142, nó sáng hơn. Và sau khi xử lý thành 0.08 thì độ sáng là nó tương đối hết, đúng không ạ? Không còn nữa. Rồi, để trực quan hơn thì bây giờ chúng ta sẽ điện phân nó lên để ta xem rằng là 142 là gì, 0.87 là gì và 0.10 là gì và 0.08 là gì. Đây là một cái công nghệ hay còn gọi là một cái máy để nó hòa tan các cái chất rắn đấy ra và nó kết tủa lại cho chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Hiện tại chúng ta đang sống nhờ không khí, nhờ nguồn nước và nhờ thực phẩm. Tuy nhiên không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết ở trên thế giới, các cái nguồn nước, ví dụ như là nguồn ăn, nguồn uống hay là hít thở khí bụi ngoài trời thì đa phần là ô nhiễm. Và trên thực tế thì Xuân thấy có rất là nhiều cặp vợ chồng, ngày hôm nay là hiếm muộn đúng không ạ? Thậm chí là có nhiều cặp vợ chồng muốn sinh em bé đứa thứ hai, đứa thứ ba cũng rất là khó. Và trên thực tế Xuân cũng thấy rằng là có rất nhiều người đang trẻ khỏe đẹp nhưng chỉ vì một cái dấu hiệu bệnh tật nào đấy thôi, khi đi khám bác sĩ nói rằng là ung thư giai đoạn 2, giai đoạn 3. Xin hỏi anh chị là có nhiều không ạ? Vâng, rất là nhiều ạ. Và bệnh tật nó không chừa bất kỳ ai hết. Đây thì cái link nước máy nhà anh Hà thì hiện tại là chúng ta đo là 0.87 và khi điện phân lên thì nó như thế này và sau khi xử lý rồi thì nó về 0.10. Như vậy là có một nguồn nước rất là sạch đúng không ạ? Và nước tại văn phòng hiện tại là 0. tức là 142 và sau khi xử lý là 0.08 thì về độ sạch là nó rất là sạch. Anh Hà có thể sờ vào những ly nước như này, bên ngoài nó rất là nóng ạ, đúng không ạ? Và những ly nước như này nó rất mát. Vâng. Không dẫn điện. Rồi, và nếu như cái máy này, máy WC Pro, nó chỉ dừng ở việc làm sạch như thế này thôi, thì giá trị của nó cũng chỉ từ 3 đến 5 triệu và nó cũng giống như là những chiếc máy thông thường làm sạch bên ngoài. Và chúng ta cũng không mất công đến đây để xem nước của mình là nó tốt như thế nào. Thì bây giờ Xuân sẽ chứng minh về độ tốt của nước. Để chứng minh về độ tốt, đầu tiên chúng ta sẽ thử về độ pH trong nước. Độ pH trong nước thì nó bao gồm là tính axit và tính kiềm. Và để thử về độ pH thì chúng ta sẽ thử bằng dung dịch quỷ tím. Ngày trước Xuân đi học thì cô giáo cho thử quỷ tím bằng ở dung dịch
dạng giấy. Ngày hôm nay nó có dạng nước thì cái màu nó rõ hơn, và thậm chí ngày hôm nay nó còn có cả dạng bút và dạng máy nữa. Thì cái dạng mực nước này thì cái màu nó rất là rõ. Đây, đây nước máy, nước đã lọc. Và đây là nước máy tại văn phòng. Một câu nữa. Vâng, xin giới thiệu với chị, đây là cái bảng màu pH. Bảng màu pH quốc tế đầy đủ là từ 1 cho tới 14. Chúng ta chia đôi ra, nó là 7. 7 là ở dạng trung tính. Trung tính có nghĩa là không có tính kiềm, cũng không có tính axit. Từ 7 trở xuống, xuống càng sâu, cái màu càng đậm như thế này thì tính axit càng cao. Từ 7 trở lên là môi trường kiềm. Bác sĩ nói với chúng ta rằng là bệnh tật nó không tồn tại ở trong môi trường kiềm, kể cả bệnh ung thư, mà nó chỉ tồn tại ở trong môi trường có tính axit. Và cũng khuyên chúng ta là ăn thật nhiều rau củ quả có tính kiềm, tính bazơ, đúng không ạ? Để làm gì? Để cho nó trung hòa bớt axit dư thừa trong cơ thể của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ thử vào những ly nước các dung dịch tuyệt tính này. Rồi sau khi cho mỗi ly nước một giọt dung dịch quỷ tím thì chúng ta thấy rằng là hai ly nước máy thì có màu sắc là giống nhau, đúng không ạ? Thì nó rơi vào khoảng tầm là số 6, là 6 chấm, đang là nước có tính axit. Ly nước này của anh Hà mặc dù hồi nãy chúng ta đo là 0.10, rất là sạch, nhưng nó lại đang có cái chỉ số là 5.5, tức là có tính axit cao hơn, đúng không ạ? Thấp hơn gần một thang pH. Và đây là một ly nước sau khi đã xử lý sạch và tạo ra một cái nguồn nước tốt thì nó có độ kiềm, đúng không ạ? Là tầm bao nhiêu ạ? 9. Có phải là 10 chấm không ạ? 10. Vâng, là 10 chấm. Rồi, bây giờ nhân tiện có anh Hà ngồi đây thì đây là ống hút sạch. Em xin mời anh có thể lấy một ống hút, anh thổi vào đây cho em 3 hơi thật dài, anh thổi bong bóng nhé. Anh thổi hơi dài vào để em xem cái lượng axit dư thừa trong cơ thể của mình như thế nào. Dạ vâng. Dạ anh thổi dài vào. Chưa có bật. Thổi dài vào anh ơi, càng dài càng tốt. Vâng, anh Hà đang trở lại thời xưa, đó là chơi trò em bé thổi bong bóng. Anh Hà thổi khoảng tầm 4 hơi thật dài thì nó về khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 6.5. Vâng, 6.5. Bởi vì sao? Bởi vì ai thổi cũng vàng cả, không riêng gì anh Hà. Cơ thể chúng ta là cần axit. Axit để làm gì? Để cho nó tiêu hủy thức ăn. Nhưng sau khi tiêu hủy thức ăn rồi mà cái lượng axit dư thừa còn lại không được trung hòa lại, không được xử lý thì nó sẽ làm tổn hại tới tế bào của mình. Bằng chứng là khi chúng ta tắm chúng ta kỳ là nó có ghét, đúng không ạ? Xin thưa, đấy không phải là ghét, không phải là cái bẩn, mà đó chính là tế bào chết. Mà thủ phạm không ai hết chính là môi trường axit này. Vậy thì từ một ly nước đang ở tính kiềm 10 chấm, sau khi thổi xuống thì nó xuống còn khoảng 5.5. Vậy thì cái lượng axit dư thừa trong cơ thể của anh cũng tương đối nhiều. Vậy thì để xử lý được vấn đề này như thế nào? Hàng ngày anh Hà uống nước có tính kiềm vào xem, để cho nó trung hòa lại axit trong cơ thể của mình. Và trong cơ thể mình luôn luôn có tính kiềm. Môi trường kiềm là môi trường khỏe mạnh, môi trường không bệnh tật. Ngoài cái việc nước tốt của mình có khả năng trung hòa axit và nâng độ pH lên, thì nó còn có khả năng là chống oxy hóa. Ở trong hội trường ngày hôm nay thì chúng ta có ai là muốn trẻ ra nữa không ạ? Vâng,
Bởi vì Xuân thấy là chị em phụ nữ là hay uống C, hay uống nước cam, hay sử dụng sữa chua, đó là chống lão hóa. Mà chống lão hóa là chống oxy hóa. Vậy oxy hóa là gì? Xuân định nghĩa đơn giản thế này. Một quả táo chúng ta cắt đôi ra, sau 10 phút thì nó có mảng đen, đúng không ạ? Thì đó là hiện tượng oxy hóa bề mặt ngoài. Một cái đinh chúng ta cho vào ly nước như thế này thì 10 ngày, 15 ngày sau nó rỉ sét thì đó cũng là oxy hóa. Và cơ thể của chúng ta cũng không ngoại lệ. Nếu như lượng axit dư thừa quá nhiều thì nó sẽ làm tổn hại tới tế bào của mình. Cho đến khi nó gặp môi trường axit đủ lớn thì nó sẽ sinh ra các cái gốc tự do, rồi nó sinh ra bệnh mãn tính, trong đó có bệnh ung thư. Để thử về chỉ số oxy hóa thì em sẽ thử bằng cái cây bút này. Đây là cây bút ORB. ORB là một thiết bị đạt chuẩn để chúng ta đo về độ âm điện và độ dương điện trong nước. Nếu như chỉ số ORB dương mà lớn hơn 0 là bắt đầu oxy hóa, mà nó lớn hơn 0 càng cao thì oxy hóa càng nhiều. Ví dụ trong nước chai, nước đóng bình, nước máy hoặc nước giếng thì cái độ dương điện đo được nó dao động từ 100 tới 300. Trong nước ngọt có ga, độ dương điện đo được nó dao động từ 4 đến 700 tùy vào loại nước. Ở bên này chúng ta thấy chỉ số ORB là âm. Âm mà nhỏ hơn 0 là bắt đầu chống oxy hóa. Và nó nhỏ hơn 0 càng nhiều thì cái khả năng chống oxy hóa càng mạnh. Ví dụ trong trà xanh, trong nước cam nguyên chất, xin hỏi mọi người là có tốt không ạ? Rất tốt. Nhưng độ âm điện đo được nó dao động từ 50 đến 100. Trong dầu cá ô liu, đặc biệt là dầu cá tuyết, độ âm điện đo được nó dao động từ 100 tới 150. Còn trong nước tốt của mình, độ âm điện đo được nó dao động từ 100 tới 600. Và bây giờ chúng ta sẽ thử. Em tốt. Rất là đều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử vào cái ly nước máy của anh Hà mang tới trước. Anh có thể nhìn giúp em là nó đang có độ dương bao nhiêu ạ? 213. Dạ, nó đang là trên 200 và nhiệt độ trong nước đang là 26,9 độ C. Và bên ly nước đã lọc thì nó cũng là xem trên dưới 200. Anh Hà nhìn giúp em nhé. Dạ. Và đây là ly nước máy tại văn phòng thì nó cũng đang có độ dương điện là trên dưới 200. Nhiệt độ trong nước lúc này là 26,5 độ C. Và bây giờ chúng ta đưa sang cái ly nước tốt của mình. Anh có thể nhìn em là thấy nó âm chưa? Âm hơn 600. Nó đang âm hơn bao nhiêu ạ? 650. Hơn 600. Quá tuyệt vời. Từ những ly nước đang có độ dương điện trên dưới 200 và khi đưa sang nước tốt của mình ngay lập tức có độ âm điện là trên 600. Trong khi đó, trà xanh, nước cam nguyên chất, độ âm điện đo được nó dao động từ 50 tới 100. Trong dầu cá tuyết rất là tốt, độ âm điện đo được cũng chỉ là trên dưới 150. Còn trong nước tốt của mình hiện tại đang là 715. Như vậy là cái khả năng chống oxy hóa từ cái nước uống của mình này rất là tốt. Và chúng hàng ngày chúng ta uống nước này vào thì nó sẽ làm trẻ hóa cơ thể của mình, trẻ hóa bên trong. Trẻ hóa bên trong rất quan trọng hơn là trẻ hóa bên ngoài. Bởi vì bên ngoài nó không liên quan tới cái sức khỏe bên trong ạ. Rồi, ngoài ra nước của mình còn có khả năng là xử lý được độc tố. Ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài tìm thức ăn ngon, mua thức ăn ngon rất là dễ, đúng không? Cứ có tiền là có thức ăn ngon. Tuy nhiên trong thức ăn ngon như vậy, liệu đã đạt chuẩn về độ an toàn thực phẩm hay chưa thì chưa thể thẩm định được. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần trong thực phẩm ngày hôm nay đều có các cái chất bảo quản thực phẩm ở trong đấy và đó đều là độc tố. Vâng, đây cũng là một dạng độc tố. Đây là popidin. Popidin là một thuốc sát trùng vết thương, đồng thời nó cũng là ở một dạng thuốc độc. Trẻ em vô tình mà uống 5-6 giọt trở lên thì khả năng tử vong cũng rất cao đấy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ thử vào 4 ly nước này, mỗi bên là, em nhỏ cho anh mỗi bên là 6 giọt. Rồi.
Rồi và chúng ta quấy đều nó lên. Chúng ta thấy ba ly nước này nó có ngả màu đúng không ạ? Còn ly nước của mình thì sao ạ? Nó vẫn trong như là khi mới rót. Vâng, đây hoàn toàn là những phản ứng hóa học và hoàn toàn chứng minh bằng khoa học. Em xin phép được giải thích thế này. Nước máy, nước giếng hay là nước chai, nước đóng bình thì nó đang ở dạng nước cứng. Cho nên cấu trúc phân tử nước là nó lớn hơn cấu trúc phân tử độc. Vì vậy nếu như chúng ta mà vô tình bị nhiễm độc từ nguồn ăn, nguồn uống hay là hít thở khí bụi ngoài trời mà vẫn thường xuyên sử dụng cái nguồn nước cứng như thế này thì nó sẽ không đào thải triệt để các cái độc tố đấy ra bên ngoài cơ thể của chúng ta được, mà một phần nó vẫn tích tụ vào trong các khe hở tế bào của chúng ta cho đến khi nó gặp môi trường axit đủ nhiều, đủ lớn thì nó sẽ sinh ra bệnh. Còn ở đây tại sao nó vẫn trong? Vâng, đây là máy hydrogen, máy tạo ra nước hydrogen. Hydrogen là công nghệ của Nhật Bản. Người Nhật họ mất 31 năm để tạo ra nó. Có nghĩa là gì? Khi nước đi qua hệ thống hydrogen thì cái tỷ lệ PPB, tức là tỷ lệ chia nhỏ phân tử nước, nó lên tới 1 phần 1 tỷ so với cọng tóc của mình. Và nó trở thành nguồn nước mềm. Nó giúp cho chúng ta uống nước ngon hơn, mềm hơn, ngọt hơn. Và hydrogen như mọi người đã biết, nó là một cái phân tử nhỏ nhất và nhẹ nhất trên bảng tuần hoàn hóa học, cho nên nó nhỏ hơn rất là nhiều lần so với phân tử độc tố này. Vì vậy, nếu như chúng ta mà vô tình bị nhiễm độc từ bất kỳ một cái nguồn nào, từ ăn uống hay là hít thở khí bụi ngoài trời, mà hàng ngày được uống nguồn nước tốt như thế này, thì nó sẽ làm gì? Nó bóc tách các mảng liên kết độc tố trong cơ thể của chúng ta, nó hòa tan ra và đào thải qua đường tiểu tiện và đường đại tiện của mình. Như vậy, Xuân xin logic lại một lần nữa. Hàng ngày chúng ta uống nước tốt như thế này thì thứ nhất là nó trung hòa được axit và nâng độ pH lên ở tính kiềm lý tưởng cho cơ thể. Cái thứ hai là nó có khả năng chống oxy hóa cực mạnh để làm trẻ hóa cơ thể của chúng ta. Và cái thứ ba là nó có khả năng là xử lý được độc tố để làm cho cơ thể mình sạch hơn. Vậy thì một cơ thể vừa khỏe mạnh vừa sạch thì có tuyệt vời không ạ? Dạ. À, xin hỏi ở đây các anh chị chúng ta có hay uống trà không ạ? Vâng. Và cho Xuân hỏi là chúng ta đã bao giờ uống trà mà pha bằng nước nguội chưa? Vâng, à, chắc chắn rồi, nước nguội thì không thể pha được trà đâu ạ. Nhưng mà ngày hôm nay Xuân xin chứng minh cho mọi người thấy rằng là nước hydro của mình là hoàn toàn pha trà, pha cà phê, thậm chí pha mì gói bằng nước nguội mà không cần phải đun sôi. Rồi ở đây còn bao nhiêu chúng ta cho hết vào. Đây nước máy cũng là nước nguội, không cần đâu. Em cho cái nước. Vâng, hai ly nước này nó đang là một hai ly nước trắng ạ. Chè là chè mà nước là nước đúng không ạ? Còn với hydrogen thì sao ạ? Đây là nước nguội hoàn toàn, anh có thể sờ bên ngoài. Máy mới, áp suất nén rất mạnh, cho nên là cái khí này 5 giây, 7 giây là bắt đầu nó bay lên và nó cho chúng ta một ly nước chè rất tuyệt vời. Và để thuyết phục hơn thì ở đây mặc dù là nó không ra chè, nhưng nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy cái màu nó hơi lơ lơ một chút. Đó là cái màu gì? Đó là cái phấn chè, cái bụi chè còn sót lại. Và chúng ta san đôi cái ly nước này ra, san đều. Rồi, và em tiếp tục em cho cái nước máy thì nó vẫn là một ly nước bình thường, nước vẫn là một ly nước trắng. Rồi em rót. Vì trong nước còn một chút phân tử trà
cho dù là bụi trà hay phấn trà thì hydrogen nó tiếp tục nó làm rất tốt cái điều này. Em chưa được giải thích thế này, nước máy, nước giếng, kể cả nước chai, nước đóng bình thì nó đang ở dạng nước cứng, cho nên cấu trúc phân tử nước là nó lớn hơn cấu trúc phân tử trà. Vì thế nếu như chúng ta muốn uống trà thì phải buộc đun nước sôi ở nhiệt độ cao để cho cọng trà nó nở ra thì nước nó mới chui vào, nó bóc tách trà ra được. Còn ở đây cũng là nước nguội nhưng mà tại sao trà nó vẫn ra? Hydrogen như mọi người đã biết, nó là một cái phân tử nhỏ nhất và nhẹ nhất trên vũ trụ này. Có nghĩa là trên vũ trụ này không gì nhỏ và nhẹ bằng nó, cho nên nó nhỏ hơn rất là nhiều lần so với phân tử cọng trà này. Vì thế khi chúng ta rót tới đâu thì phân tử siêu nhỏ hydrogen nó sẽ là chất dẫn, nó len lỏi vào các cái ti thể của cái phân tử trà và nó đưa kiềm tính vào và nó chiết tách ra các chất trà cho chúng ta ngay lập tức, và thậm chí nó làm còn nhanh hơn cả nước nóng. Ở đây em không muốn nói rằng là thay đổi tư duy uống nước trà từ nóng sang nguội, nhưng em muốn chứng minh rằng là nước hydrogen của mình làm rất tốt cái điều này, đồng nghĩa với việc là khi chúng ta rót ra một ly nước và uống ngay vào cơ thể mình thì phân tử siêu nhỏ hydrogen nó sẽ là chất dẫn, nó len lỏi vào các tế bào của mình để làm gì? Để nó đưa kiềm vào, nó nuôi dưỡng tế bào, nó làm mới tế bào và đồng thời đào thải độc tố ra. Nếu như chúng ta ai ở đây mà bị tiểu đêm, chúng ta uống cái nước hydro này trong vòng đúng một tuần, Xuân cam kết là hết luôn vấn đề tiểu đêm. Ở đây bây giờ ví dụ như ai đang đau bao tử, chúng ta có thể uống một ly nước tốt này thì chắc chắn khoảng 5 phút, 7 phút sau nó sẽ êm dịu lại. Và những các bệnh ví dụ như là trĩ, táo bón hay là gút, tiểu đường, khi chúng ta sử dụng nước hydro này có tính kiềm tốt thì trong vòng trên dưới 2 tháng nó sẽ xử lý và nó sẽ làm thuyên giảm rất là nhanh trong vấn đề về các cái bệnh của mình. Vâng, xin cảm ơn. Vừa rồi em cũng vừa có sơ qua về một số tính năng của máy, thì ngoài ra nó còn có rất là nhiều các cái tác dụng nữa, chỉ khi nào chúng ta trực tiếp sử dụng nó thì chúng ta mới cảm nhận được. Có tên là Hydrogen Happy Life. Đây là túi nhôm bạc 5 lớp, bảo hành 2 năm và chất lượng nước không thua kém với chất lượng nước sản xuất kiểm tươi như chúng ta vừa thưởng thức ạ. Và khi nào công bố thì chúng ta sẽ được thưởng thức nó ạ. Vâng, xin cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người ạ. Xin chân thành cảm ơn ông Phạm Sĩ Xuân. Quý vị thấy thế nào ạ? Quý vị có thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời không ạ? Xin cho em một tràng pháo tay thật to ạ. Để tiếp nối chương trình sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Tiểu Minh sẽ lên thay mặt công ty có đôi lời phát biểu ạ. Mình xin giới thiệu và cũng xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các quý vị có mặt ở đây ạ. Mình tên đầy đủ là Phạm Thị Tiểu Minh, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1975. Và ông cụ thân sinh cũng là trong ngành quân đội và ông đang là giáo sư thiếu tướng, chuyên đào tạo ra phó tiến sĩ trong ngành của bộ. Và mẹ là làm ở Viện Nguyên tử Hạt nhân và bản thân thì học bên dược và làm ở Viện Pasteur. Nhưng sau khi biết về nguồn nước sạch là vào ngày mùng 3 Tết thì đã về kết hợp cùng với lại anh Quang. Mối quan hệ không hề quen biết, chỉ là đi cùng với một người bạn thôi. Và sau đó thì mình đã quyết định lấy ngay cái máy ngày hôm đó luôn. Và cái chuyến đi về Cần Thơ để đi chúc Tết gia đình thì có kêu là em bây giờ em mượn anh Quang một cái máy và em mượn anh, đồng thời em mượn luôn cái xe 7 chỗ của anh. Tại vì mình chỉ có cái xe 5 chỗ thôi. Thế thì anh Quang nói là ok, anh sẽ đi 2 ngày. Nhưng mà rốt cuộc là cái chuyến đi đó nó kéo dài đến 7 ngày. Và trong 7 ngày đó thì mình đi đến bất cứ một gia đình nào thì họ đều gắn máy cả. Và cái người đầu tiên ở thành phố Cần Thơ đó là anh Hai Hoàng Lan. Anh Hai Hoàng Lan làm bên ngành công an. Và nhà anh đã sở hữu một cái máy, đó là 139 triệu, là máy căng ngang của Nhật đem về Việt Nam ạ. Và sau khi kiểm tra thì thấy cái máy của anh nó không đạt được như những gì mong muốn. Và xin lỗi cả nhà, cho phép Tuệ Minh được nói nguyên câu của bác ạ. Được không ạ? Nó hơi tế nhị nhưng xin phép nói luôn ạ. Đủ mát, bữa giờ tôi uống nước dơ nước bẩn mà tao không có biết. Và anh không cho đem cái máy đi, trong khi chúng ta đem cái máy xuống để mà giới thiệu thôi. Nhưng mà anh bắt giữ lại. Nhưng trong quá trình mà để gắn máy á, thì chị vợ chị không hài lòng, chị bảo rằng là không có mua đâu, thử làm cái gì. Đó mà đúng ngày mùng 3 Tết mà nếu như mà bị đuổi thì nó rất là xui đúng không ạ?
Cho nên là tụi mình rất là phải khéo léo để nói chuyện với lại chị vợ. Nhưng sau khi nhìn demo xong thì chị vợ chị lấy tất cả những cái gì quý giá nhất trong nhà ra để chị đãi. Và đặc biệt chị lấy cái gạo ngon gọi là gạo ST25 đạt chuẩn thế giới ra nấu để mà đãi mọi người ăn, cũng như những món ăn đặc sản của cái vùng miền Cần Thơ. Và sau đó thì qua một vị khách nữa là anh Hai Quang. Anh Hai Quang cũng là một nhân tố, tất cả những ban lãnh đạo chắc có thể là biết các anh ấy ạ. Thì nhà anh và con anh cũng xài máy cam giang 139 triệu, sau đó cũng lấy cái máy luôn. Thì trong vòng có 7 ngày thôi, mình đã giới thiệu cho 20 người thì 20 người đều lấy. Và đến ngày 18 Tết thì mình về mình hỏi anh Quang là công ty này vừa thành lập thì chắc chắn 100% rằng cổ phần sẽ rất rẻ. Và lúc này mình hỏi rằng là anh ơi, có bán cổ phần không ạ? Và anh Quang bảo rằng bây giờ bán cổ phần là 200 triệu 1% cổ phần. Là lúc đó mình mua được 5% cổ phần là tiền mặt thôi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng qua tháng sau thì anh bảo rằng là 250 triệu. Để nằm trong hội đồng cổ đông thì ít nhất hội đồng ban quản trị phải là 5% là tối thiểu. Và mình cũng rất là tình cờ, nhà hàng xóm bán nhưng mà người ta không mua, người ta lại hỏi mua nhà mình. Thì về mẹ mới bảo là con ơi, nhà bên cạnh bán mà không mua, cứ hỏi mua nhà mình. Thì bảo mẹ ơi, có số điện thoại của họ không cho con xin. Và mình đã cũng nói thách, nó thách lên đến 300 triệu cơ và họ đã mua. Và rốt cuộc mình đã bỏ tiền vào và bán luôn căn nhà đó để đầu tư vào mau ok. Và tại sao mình dám quyết định nhanh đến như vậy? Trong suốt quá trình chăm chồng ung thư gần 10 năm trời và không giữ anh lại được, nghĩa là mình chăm anh đến đồng tiền cuối cùng đó. Và không tiếc với anh bất cứ một cái gì cả, những dòng thực phẩm chức năng cao cấp nhất, những dòng thuốc mắc nhất đã cũng mua về để mà mua sự sống cho anh nhưng vẫn không giữ được. Chính vì như vậy, khi mà mình biết được cái nguồn nước này nó hỗ trợ được cái sức khỏe cho mọi người thì đó là một cái tâm huyết. Mình có thể kiếm tiền được ở bất cứ nơi đâu với khả năng của mình đó. Và có rất nhiều tập đoàn cũng đã mời mình về với những cái vị trí rất là tốt và họ có thể cấp xe riêng cho mình đi và mình không phải bỏ tiền riêng ra để mua đâu ạ. Nhưng mình vẫn không làm đó, mà mình vẫn đồng hành cùng với anh Quang từ thuở ban đầu. Và thời gian đầu tiên mình làm không có một đồng lương nào ạ. Và không có một sự trợ cấp nào của tập đoàn luôn. Nghĩa là tự đi phát triển và tự đi chia sẻ cùng với mọi người. Và sau đó thì khi mà mình lên mình học kỹ năng chia sẻ giống như là của bạn Xuân vừa rồi đấy, thì mình bỏ cái xe, bỏ một cái máy lên trên xe, tự lái xe đi tự làm và mượn một bạn kỹ thuật. Và rất là cảm ơn và biết ơn bên cạnh đó là có bác sĩ Tùng. Bác sĩ Tùng là trước kia làm ở Sở Y tế và sau đó thì bác làm bác sĩ của Bệnh viện Cần Thơ. Thì hiện nay bác cũng đang nằm trong hội đồng ban quản trị của tập đoàn Mau OK. Và bác bây giờ là tập đoàn trân trọng mời bác về với chức danh đó là cố vấn cấp cao ạ. À, và sau khi cái quá trình mà mình về và mình thấu hiểu được rồi thì cái niềm tin lúc này nó rất là vững vàng. Và một lần nữa mình lại được nói một lời cảm ơn với toàn bộ lãnh đạo của Việt Nam mình. Đó là các anh đang ngồi đây và đang hiện diện ở đây ạ. Cũng như là các anh bên Đông Y, các anh đang là lương y của Việt Nam mình cũng đang ngồi đây. Cái vị trí ở đây nó rất là bình thường, nó rất là giản dị, nó rất là mộc mạc, đúng không ạ? Nơi này các bác khó mà đến được, đúng không ạ? Từ cái vị trí của các bác khó mời lắm. Nhưng tại sao các bác ngày hôm nay đến đây? Các bác đang vì dân mình ạ, đúng không ạ? Và mình không tài giỏi gì để mà mời được một ông bộ trưởng đến một cái văn phòng bé tí tẹo tèo teo thời thủa ban đầu của Mau OK. Nhưng vì mình đang cho cái giá trị và mình đang nói được cái giá trị mà Mau OK đang mang tới cho cộng đồng. Và rốt cuộc ngài bộ trưởng đã đến. Và ngày hôm sau thì gắn luôn 3 cái máy ở trên văn phòng chính phủ ạ. Và sau đó thì anh lại bảo rằng là đi lên trên anh. Thì hôm đó là mình đang đi công tác ở miền Tây. Thì chủ tịch Quang có gọi điện: em ơi, bây giờ ngài bộ trưởng gọi mình lên văn phòng chính phủ thì như thế nào đây em? Bảo anh ơi khoan đã, không lên. Mặc dù máy đang còn rất nhiều, nhưng mà tụi mình lại xử lý như thế này. Anh à, máy đang khan hàng lắm và bên em kỹ thuật cũng đang ráp máy không có ai rảnh cả. Thì có thợ kỹ thuật và máy về, em sẽ điều người lên ráp máy ngay trên văn phòng chính phủ ạ. Thực ra không phải là mình làm điều gì cả, mà mình muốn mời ngài bộ trưởng đó và vị tổng lãnh sự đó về tại cái trụ sở mới của tập đoàn Mau OK. Trong một thời gian chỉ có vài tháng thôi đã chuyển ngay một cái trụ sở rất là lớn và hoành tráng gấp 3 lần thời kỳ đầu tiên. Đó. Thì khi mà anh xuống rồi thì anh rất là ngạc nhiên với cái sự mà phát triển rất là nhanh và đột phá của tập đoàn Mau OK. Và lúc này anh bảo em ngày mai lên gắn máy trên văn phòng chính phủ và em có thể quay phim và livestream thoải mái. Đó, và các bạn có thể vào trong Facebook của mình, đó là Tuệ Minh Đại Cát. Vào nhìn ra rất nhiều các đoạn demo, những điều livestream mà mình có nói chuyện với lại vị bộ trưởng, tổng lãnh sự
rồi Bộ Công an, Cục An ninh, Giám đốc Sở Y tế, nói chung là rất nhiều các cơ quan đầu ngành, rồi Chủ tịch huyện, Bí thư, Nguyên Chủ tịch tỉnh, rồi Nguyên Chủ tịch tỉnh, đặc biệt là vừa rồi có một cái vụ đó là nước ở Bến Tre, đó là anh Đảnh là Chủ tịch Mặt trận của tỉnh Bến Tre đã gắn cái máy cho tỉnh ủy cũng như là một số dân ở đó và nhà anh cũng đã dùng. Nhưng sau khi mình nói về cái vấn đề của phụ nữ, cái nước này nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề phụ nữ chúng ta rất là tốt rồi. Hỗ trợ về vấn đề bị viêm nhiễm, bị ung thư cổ tử cung, hiếm một con cái. Đó thì ngay ngày hôm sau, hai ngày sau là bác triệu tập luôn một cuộc làm việc với lại chị em phụ nữ. Và người Bến Tre họ cũng không hoàn toàn giàu có đâu ạ. Nhưng sau khi họ biết được là nếu như có cái máy này, mình bỏ ra 23 triệu, nhưng mà cái giá trị chúng ta mang về nó giúp được cho gia đình chúng ta đó là sức khỏe. Đó, và bảo vệ được cho ít nhất một gia đình đang là 4 người đúng không ạ? 23 triệu hoàn toàn không còn đắt nữa. Và lúc này họ không nhìn đến giá tiền nữa và họ nhìn cái giá trị mang về. Đó. Thế thì lúc này bắt đầu là bùng nổ thị trường Bến Tre. Và cái làn sóng bắt đầu, cơn sóng bắt đầu nó vượt đi tất cả 34 tỉnh thành. Đó là một điều rất là tuyệt vời và hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì chị cực kỳ biết ơn em Loan. Em Loan là cái người mà thuở câu chuyện đó là câu chuyện có mặt em Loan. Em Loan là cái người mà xin đi theo xuống dưới Cần Thơ để em học ráp máy, mời em lên đây với chị. Là một người phụ nữ nhỏ bé như thế này thôi, nhưng nếu như bây giờ các anh nào muốn ráp máy ngay ngày hôm nay thì em có thể là em xin lỗi qua ngày sau, và ngày sau em có thể tự bản thân em luôn ấy, có thể ráp máy và xử lý toàn bộ những cái sự nhõng nhẽo của cái máy giống như con người ta vậy. Đó, bạn xử lý rất là khéo. Và bạn demo, bạn nói rất là chuyên nghiệp luôn. Và bạn hiểu rất sâu về cái máy này. Và cái gương mặt của bạn trước kia phải nhìn rất là sợ và rất là khủng khiếp luôn ạ. Nhưng bây giờ cái gương mặt bạn hoàn toàn khác. Và da mặt của Tuệ Minh hiện nay, có thể là các anh chị đang nhìn mình đang đánh phấn một lớp phấn rất dày đúng không ạ? Xin thưa không, mình chỉ đánh phấn mắt và son môi làm điểm nhấn thôi ạ. Và mình chỉ lấy cái bình xịt, em giúp giùm chị. Cái bình xịt này đó là cái hộp phấn của Tuệ Minh. Mình chỉ lấy đúng cái hộp như này thôi và mình xịt lên mặt mình thường xuyên mỗi ngày. Đó. Và các anh em lái xe, chúng ta cũng có thể dùng cái này để giúp cho chúng ta tỉnh táo khi lái xe. Và khi chúng ta lái xe mà đi xe Honda bụi, chúng ta có thể mở mắt ra và trực tiếp cho vào mắt như thế này luôn ạ. Cực kỳ tốt, rất là tốt ạ. Và mình có nhìn thấy sau lưng các anh chị, có một số anh chị tóc bắt đầu điểm bạc, có vài cọng bạc rồi. Nếu như trong nhà chúng ta có cái máy nước này, nó sẽ làm cho chúng ta chống lão hóa. Thì do uống nước một thời gian, tóc bạc không còn nữa. Tuyệt vời không ạ? Còn nếu như không có, thì sau một năm bắt đầu, cái phần tóc bạc nó sẽ gia tăng hơn. Nó sẽ tăng nhiều hơn ạ. Còn với những bác lớn tuổi, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay, ví dụ như là Lương Y Hà. Em mời anh lên đây với em được không ạ? Và em xin ai đó có một cái tấm hình chụp em với lại anh Hà. Gương mặt của bác Hà hiện nay, cả nhà nhìn thấy rằng quanh cái quần mắt của bác tối màu đúng không ạ? Đúng không ạ? Và bây giờ đang là tháng 10 đúng không ạ? Đến Tết anh em mình lại gặp lại nhau đúng không ạ? Và chúng ta lại có một tấm hình nữa. Tấm hình của ngày hôm nay ghép với tấm hình của ngày Tết sắp tới, nó sẽ khác. Nó sẽ khác. Và bây giờ anh không thể đưa được Tuệ Minh về nhà, nhưng anh sẽ đưa được tấm hình của Tuệ Minh về nhà anh rồi ạ. Được chưa ạ? Dạ, và em không biết được kết quả là 500 triệu anh có lấy được chưa ạ? 500 triệu anh có lấy được không vậy bạn Sơn? Giám đốc Sơn mình đâu rồi? Anh có lấy được 500 triệu không ạ? Sơn đâu rồi? Giám đốc Sơn? Chưa kết quả. Tất cả những chỉ số mà cái nước mà bác mang tới, nghĩa là nhà đã qua cái máy lọc rồi đúng không ạ? Có nghĩa là nước của nhà bác Hà đã qua một cái máy lọc rồi. Đã, và tập đoàn đang treo một giải thưởng là 500 triệu. Nếu như một cái máy lọc đó không quan tâm giá tiền, không quan tâm thương hiệu gì, không quan tâm mang từ đất nước nào về, mà chỉ quan tâm bốn cái chỉ số mà nãy giờ bạn Xuân làm, chỉ cần ngang bằng thôi. Và đặc biệt không cần dụng cụ của tập đoàn Mo OK luôn. Các anh chị có thể mang dụng cụ y như vậy đến để test ạ. Nếu như ngang bằng, trân trọng tập đoàn gửi vào tài khoản của quý anh chị là 500 triệu đồng. Vậy thì ngày hôm nay giám đốc Xuân kỹ thuật của mình cho biết rằng là anh Hà có lấy được 500 triệu không ạ? À? Vâng, về nước của nhà anh Hà, nước máy vâng thì ạ. Cái nước máy khi chúng ta đo thì nó là TDS là 0.7. Và sau khi lọc sạch thì nó là
0.10. Tuy nhiên mới đạt được một tiêu chí, đó là làm sạch. Và về độ pH thì của chúng ta là 10 chấm, còn pH của anh Hà 5 chấm. Đó là môi trường axit, còn nước của mình là môi trường kiềm. Cái thứ hai là nước của anh Hà là nước cứng, là nước oxy hóa, còn nước của mình là nước mềm, nước có độ âm tiện rất cao và chống oxy hóa. Đặc biệt là nước của mình thì nó xử lý được độc tố rất tốt, còn nước của anh Hà thì chắc chắn là không xử lý được độc tố đấy. Trong khi đấy chưa nói đến việc là pha trà, pha cà phê như thế này. Đấy. Còn về cái việc mà sếp Mã Tuệ Minh cũng vừa mới nói là về cái giải thưởng 500 triệu thì trên thực tế thì ngay từ đầu, ban đầu anh em cũng nói đùa thôi bởi vì tự hào cái máy mình máy tốt, nhưng mà trên thực tế nó cũng lan truyền nhau và họ cũng mang tới rất là nhiều các cái nguồn nước, các cái dòng nước, trong đó có những cái máy rất đẳng cấp trên 100 triệu và tới cùng công ty và lắp cùng công ty cùng một nguồn nước để cùng test. Tuy nhiên về các chỉ số cũng không bằng. Trong khi đấy chúng ta chưa nói rằng là cái dòng máy điện cực đấy thì nước đầu vào như thế nào thì nước đầu ra như vậy. Chính vì thế hồi nãy Xuân cũng có nói rằng là nếu như một nguồn nước, tức là chúng ta uống nước tốt được tạo từ một nguồn nước không sạch thì đó không phải là nước chuẩn tốt. Cho dù là nó có thể hỗ trợ được một số bệnh này bệnh kia, nhưng về lâu dài nó sinh ra các cái bệnh khác. Đó là như thế. Dạ. Vậy đó bà Xuân, bây giờ bà Xuân cảm xúc quá nói nhiều, cái bây giờ là mình chỉ muốn hỏi rằng là có bằng hay không thôi, bốn tiêu chí đó có bằng không thôi. Không. Không bằng đúng không ạ? À? Không bằng nghĩa là bác Hà đang thua 1-0, nhưng bác Hà thắng nghĩa là được mang hình Minh về nhà rồi. Và bác Hà đang xin là tâm sự với Minh một tí. Nhưng mà xin mời anh đứng đây với em một tí thôi. Em chỉ nói một câu này nữa thôi. Biết là mọi người đang rất đói rồi, nhưng mà cái này nghe xong mọi người sẽ không còn thấy đói nữa đâu ạ. À. Vì chúng ta hôm nay đang có vàng đấy ạ. À. Dạ. Thứ nhất là Minh xin phân tích tại sao cái máy Kangen 139 triệu mà nó lại không bằng cái máy của tập đoàn MoOK. Giá trên website đang bán thường đó là máy không có chế độ nóng là 23, còn có chế độ nước nóng là 25 triệu. Tại sao nó lại không bằng? Thứ nhất là cái máy Kangen nó cực kỳ là tốt và cực kỳ bền. Tuy nhiên, các anh chị nào đã qua bên nước ngoài và qua bên Nhật, chúng ta đang khát nước, nhìn thấy cái vòi nước ngoài công cộng, ghé cái miệng vô hết uống được, đúng không ạ? À? Nhưng bây giờ ra ngoài đường có cái vòi nước ở ngoài cổng thì em đố anh chị nào dám uống đấy. Đi uống xong rồi đi tìm bác Hà luôn á, đúng không ạ? À? Thế thì đất nước của họ đã xử lý RO toàn hệ thống đất nước của họ rồi. Cái máy này họ chỉ nói dân của họ rằng mua về, bạn mua về để uống để nó nâng được cái độ pH trung hòa axit trong cơ thể chúng ta đang tiết ra mỗi ngày. Và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta trẻ hóa, chúng ta khỏe hơn, đào thải được độc tố, đúng không ạ? À? Thế thì người Việt Nam của mình đi qua bên nước ngoài thấy hay quá mang về kinh doanh. Một số các lãnh đạo của mình và những người thương gia giàu có mang đi qua bên nước ngoài thấy về yêu gia đình mình mang về Việt Nam, vô tình tạo thành một sự cộc tiễn cực kỳ là lớn vì nước ở Việt Nam chúng ta ô nhiễm vô cùng ạ. Chính vì như vậy tập đoàn MoOK việc đầu tiên đó là phải làm qua cái màng lọc, làm sao để khử hết được cái kim loại nặng lơ lửng trong nước và những cái tạp chất không cần thiết. Sau đó thì qua cái nano bạc của Nga, là nano của Nga là đứng đầu. Thế thì nano bạc đó nó sẽ diệt vi khuẩn và virus. Chính vì như vậy quý vị sau khi có cái máy này về nhà không cần nấu sôi, cứ thế uống thôi ạ. À. Không cần đau bụng, không sợ. Đó, vì nó đã qua được cái nano bạc. Và tại sao nó pha được trà? Những cái máy ngoài thị trường hiện nay có một số máy vẫn có ORB, vẫn có hydrogen. Hydrogen thì mới pha được trà. Nhưng tuy nhiên là pha được bao nhiêu lần? À, ví dụ như cái bình trà đó có thể pha được 5 lần, 7 lần, 10 lần. Nhưng với bình trà của tập đoàn MoOK, hôm nào các anh chị rảnh rỗi tới đây uống trà với bạn Loan từ sáng đến tối nhá, và tiếp rất nhiều lượt khách luôn, không cần biết, nghĩa là tôi không thể đếm được là bao nhiêu lần trên một bình trà đó ạ. À. Đó là cái sự khác biệt. Đó, và nếu như ai đó có hỏi chúng ta rằng hoặc là nhà chúng ta đang có cái máy mà mắc tiền như vậy thì cứ vui lòng mang cái dòng nước lên để mình thử xem cái dòng nước của nhà mình đã đạt chưa. Thì nếu như mà mình có cái máy đó thì chỉ để ngâm khử đồ ăn thôi, chưa đạt tiêu chuẩn uống sống vì trong đó có rất nhiều kim loại nặng. Vì đầu dơ đầu bẩn nó chạy vào đây, rồi đầu bên này nó tạo ra nước tốt, thế thì vừa tốt vừa dơ vừa bẩn nó lẫn lộn. Có phải là chưa đủ tiêu chí để uống sống đúng không ạ? À? Đó là cái sự khác biệt, là vài điểm nhấn mà mình muốn gửi tới tất cả quý vị ở nơi đây. Và bây giờ mình xin truyền micro lại để cho anh ấy tâm sự. Nhưng bây giờ thì thôi nhờ mọi người tâm sự cùng luôn nhé. Được không ạ? À? Dạ, em xin gửi micro cho anh ạ. À. Em cảm ơn anh. Dạ. À, kính thưa toàn thể các quý vị. À, trước khi tâm sự với quý vị và đi qua cái nước sạch này, thì tôi có thể giới thiệu mình để chúng ta biết. À, tên thật đầy đủ của tôi là Đỗ Xuân Hà. À, nguyên công tác của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.
đã về hưu 13 năm nay, tức là mai tôi đã tuổi 13. Tất cả các nhục phủ ngũ tạng của tôi thì không có vấn đề gì, bởi vì tôi là nữ uy, hiện nay là tổng thư ký Chánh Văn phòng Hội Nam y Việt Nam. Chúng tôi thuộc tất cả các thầy thuốc nam từ Bắc và Nam gia nhập hội chúng tôi, dùng cây cỏ của Việt Nam để chữa bệnh cho người Việt Nam theo đúng những lời dạy của Đại Tiền Sư Tuệ Tĩnh, Nam Dược Trị Nam Nhân. Ai cũng quan tâm sức khỏe, có sức khỏe mới làm được mọi việc, không có sức khỏe thì không muốn làm được cái gì cả. Bảo mày đi ra ngoài kia, đi ra chỗ nọ cũng chịu rồi. Đấy. Thế chính vì vậy, một trong những yếu tố giúp sức khỏe đó là nước sạch. Gia đình tôi rất quan tâm đến nước sạch, chứ không quan tâm cái bữa ăn hôm nay thịt cá hoặc là thịt bò, thịt trâu, không quan tâm cái đó. Trước hết quan tâm nước sạch. Tôi xin nói các vị rằng cái thận của chúng ta ấy, là một ngày nó lọc ấy, lọc đi lọc lại đấy, là 1.800 lít nước, tức là tính ra mét khối 1,8 mét khối nước nó lọc đi. Thì có những người khuyên rằng cứ phải một ngày uống 2,5 lít nước sạch thì mới sức khỏe, hoàn toàn lời khuyên đó chưa đúng. Bởi vì các càng uống nhiều nước thì thận của chúng ta càng lọc nhiều, cái màng lọc nó càng lọc nhiều thì sẽ hại. Cái nước đó là ăn thì nó trong hạt gạo, trong không khí cũng có nước đấy. Trong quả cây hàng ngày chúng ta để cộng và ép vào được 2 lít nước. Hôm tôi có tiếp xúc một bệnh nhân nói với tôi rằng em giảm béo, người ta dạy hướng dẫn em giảm béo bằng này, uống vào 5 lít nước lọc. Tôi bảo cô đang béo lại uống nước vào nó không sao, thân cả cô càng bị. Thế do đó tôi rất quan tâm cái uống nước sạch này, bởi vì nó giúp chúng ta, cái thận chúng ta đỡ phải lọc đi lọc lại. Nếu mà cái thận mà lọc không tốt thì chắc chắn máu chúng ta cũng không tốt. Thế tôi xin này. Thế còn cái quầng thâm mắt của tôi đây ạ, xin thưa các bác, là tôi đã bị từ năm 85, đó là do nghiên cứu khoa học, và tôi cố tình chữa cho đến bây giờ nó mới được như thế đấy. Còn nếu ban đầu các bác nào ở nhà, nhà quê mà ta đun bếp bằng rơm rạ thì bùa hóng, thì khuôn mặt của tôi lúc đó cũng là như thế, là bệnh bùa hóng, nó nổ chỗ nó đen lắm, và tôi phải dùng cây cỏ thuốc nam để mà. Thế thì hôm nay tôi nghe cái chương trình về đây thì tôi thấy quả thật là cái máy này là tốt hơn nhiều tôi rất nhiều, mặc dù là nhập so với kia là 0.08 của tôi là 0.1, chỉ chênh nhau một tí thôi, nhưng mà quả thật những chỉ số sau cũng được. Nếu cái chỉ số của tôi mà lại ngang được như này, chắc chắn mà tôi yêu cầu giám đốc Tuệ Vinh và tổng giám đốc giả tôi cũng 5 triệu để tôi để nghe xe tôi mang đi để khu vực nãy rồi. Thế tôi mong muốn các cô các bác này hãy quan tâm sức khỏe cho chính mình. Thầy bác sĩ có giỏi, giáo sư có giỏi nhất chính không bằng các bác. Các bác mới phát hiện cho thầy, giúp các thầy mới chẩn bệnh được. Còn các bác không biết bốc thuốc, không biết kê đơn, không biết lập cái phác đồ điều trị, nhưng các bác này biết chẩn bệnh không cho mình chính xác nhất đấy. Tôi mong muốn các bác cũng chính là bác sĩ của chính bản thân mình. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể các vị một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Và tí nữa trong bữa liên hoan tôi sẽ tặng các bác những ca khúc mà tôi hát. Xin chân thành cảm ơn những lời tâm sự chia sẻ rất là thật lòng của bà Phạm Tiểu Minh và ông Đỗ Mạnh Hà. Và để tiếp theo chương trình thì sau đây tôi xin có một vài tâm sự như này. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, để có tôi ngày hôm nay thì lời đầu tiên tôi phải xin gửi tới anh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Quang, người đã cho tôi biết đến cái cơ hội về nước Huron và cơ hội về MoOK. Dạ, rất là vinh dự cho tôi trong chuyến đi công tác của các ban lãnh đạo của công ty, tập đoàn về Cần Thơ thì các anh chị cũng ưu ái cho tôi một suất đi về đó. Và từ đó tôi đã vỡ hòa lên cảm xúc và tôi đã sử dụng nước này. Và cách đây 10 năm, tôi đã không ăn được đồ biển, đồ hải sản, đặc biệt là tôm, châu chấu. Khi mà tôi không biết tôi ăn những đồ đó, tôi bị dị ứng và bị sốc phản vệ. Bác sĩ có nói là 5 phút nữa thì em sẽ không được nhìn thấy trái đất này. Và khi đồ Roren đã giúp tôi, bây giờ tôi ăn tôm và tất cả các đồ được bình thường như mọi người. MoOK có tuyệt vời không ạ?
Dạ, xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Dạ. Mặc dù công việc ở trong cái không khí như này thì mọi người cũng đang là rất là mệt mỏi rồi, nhưng cho tôi xin khoảng tầm 5 phút nữa. Thì chủ tịch hội đồng quản trị cũng đã có đôi lời gửi tới cái vụ khai trương của nhà máy, của nhà phân phối máy nước Hydrogen Bắc Ninh. Vì do công việc của anh rất là bận rộn nên anh không thể về tới được, nên anh cũng gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào ạ. Dạ. Và những tiệc vui thì những cái phần mà quan trọng luôn ở phía sau. Và quý vị có muốn cái việc quan trọng tôi công bố không ạ? Dạ. Sau đây là chương trình promotion. Thứ nhất là khuyến mại cho các khách hàng, những ai đăng ký mua máy trả tiền ngay hoặc đặt cọc 5 triệu đồng trở lên sẽ được tặng 1/2 chỉ vàng 999 ạ. Dạ, trên tay em xinh đẹp đây ạ là những chỉ vàng để dành tặng cho những vị đại biểu, những vị khách quý, những khách hàng, những ai có nhu cầu muốn mua một chiếc máy về để sử dụng cho gia đình, về bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình trong ngày hôm nay, hoặc đặt cọc từ 5 triệu đồng trở lên thì mọi người sẽ được nhận phần thưởng này. Quý vị có muốn không ạ? Dạ, quý vị muốn thì xin vui lòng vào trong nhà gặp lễ tân, đăng ký và đặt cọc, và chiếc chỉ vàng này sẽ được trao khi lắp đặt và demo test nước máy xong ạ. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Xin mời em vào trong kia giúp chị làm nhiệm vụ ạ. Để bật mí nốt một tin vui nữa thì trong mùa Covid này, tất cả các doanh nghiệp đang rất là khó khăn, và đặc biệt là tinh giảm biên chế, tinh giảm nhân viên. Nhưng MoOK thì ngược lại, MoOK bây giờ đang tuyển thêm nhân viên, nhận thêm nhân viên rất nhiều, ngoài ra còn tăng lương và thưởng rất cao. Và ngài chủ tịch ngài bên Campuchia đang chờ nhân viên của MoOK sang để đắp máy ạ. Dạ, đó là một tin vui rất vui đúng không ạ? Dạ, xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Dạ, kính thưa quý vị, văn phòng MoOK Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động để phục vụ khách hàng từ ngày hôm nay. Tôi hy vọng thời gian tới văn phòng MoOK sẽ nhận được nhiều thật sự sự ủng hộ và tin tưởng của từ phía khách hàng. Một lần nữa tôi xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý khách vị, chúc chủ tịch hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo của tập đoàn MoOK, văn phòng MoOK Bắc Ninh đoàn kết phát triển vững mạnh trong tương lai. Kính thưa quý vị, buổi lễ khai trương đến đây là kết thúc, và sau đây tôi xin trân trọng kính mời quý vị.